Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Sao anh ta có thể tìm được chỗ của chúng ta vậy? Vì chú gọi cậu ấy. Chú đã gọi cậu ấy tới. Vậy là chị dâu sẽ được lập làm chủ tịch tiếp theo đúng không anh? Bởi vì công ty không chỉ thuộc về chúng ta thôi đâu, mà còn là nguồn thu nhập của rất nhiều nhân viên đang làm việc. Với tư cách là chủ, anh cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Khi cô lên làm chủ tịch rồi thì dù ông ấy có còn sống, cô cũng sẽ rút hết vốn của công ty để cho nó bị phá sản. Cô nói sao? Trước khi Diệp Cân Su là con trai của cô bị lộ ra thì phải biến công ty là của cô. Nếu Dượng của con ngã quỵ trước khi biết chuyện này thì tất nhiên trò chơi này sẽ kết thúc thôi. Cô xúc chân à? Mấy người cứ nhìn đi, hãy nhìn xem tôi sẽ làm gì và đi xa được tới đâu. Mấy người đã thua rồi. Con có chuyện gì muốn nói với Dượng sao? Có lẽ là con không đủ tư cách để nói với Dượng chuyện này. Nhưng mà tại sao Dượng lại không nhận nuôi Dương Sinh để cô ấy trở thành người thừa kế? Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này? Nếu như Dượng để cô Súc Dương trở thành người điều hành công ty của chúng ta thì con nghĩ Dượng cần một người để mà bảo vệ công ty đó. Bởi vì nghĩ tới chuyện người kế nhiệm, Dượng cũng đã cố gắng tìm người nhận nuôi để cùng sống chung trong một gia đình. Nhưng mà cuộc sống có nhiều lúc chúng ta phải lực bất tòng tâm. Con biết chuyện này vượt quá giới hạn của con, nhưng mà thật sự rất là đáng lo. Nếu như quyền lực chỉ tập trung vào một người thì người đó có thể trở nên ngày càng tham lam đối Dượng à. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì đó chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Sao con lại nói dối là chị Súc Chân đã tạo ra đồ ăn chế biến sẵn chứ? Con nên nói với chủ tịch Cang những điều mà chị ta đã kêu con bé Đa Chân làm. Con sợ là việc đó cũng sẽ tiết lộ chuyện Cân Su là con trai của chị ta, nên con mới không nói đúng không? Nếu không thì tại sao con lại không nói cho anh ấy biết? Không phải đâu mà cô. Cậu Cân Su đó là con trai của chị Súc Chân đúng không? Con không biết, con thực sự không biết gì hết. Cân Su đã từng nói với chị ta rằng cậu ta chỉ có một người mẹ và bảy đã qua đời rồi. Con nghĩ vậy là sao hả? Quản lý Sơ à? Lúc mẹ của Đại Chân tới nhà hàng quậy, cô ta đã nói là cô ta sẽ xử chị Súc Chân nếu chị ta bếp xếp về con và Cân Su. Bà già đi cùng với cô ta cũng bảo là sẽ xử chị ta nếu mà còn lan truyền tin đồn lung tung. Tin đồn mà họ nói là gì vậy? Tin đồn về con và Cân Su mà chị ta muốn lan truyền là gì vậy chứ? Quản lý Sơ à? Mẹ của Đại Chân nói rằng cô ta coi con như con gái nên đã nổi giận với chị ta. Nói là không có người mẹ nào có thể ngồi im khi có người hủy hoại cuộc đời của con mình hết. Quản lý Sơ, có phải là chị Súc Chân đã kêu Đa Chân loan tin là con và Chân Cân Su đang yêu đương với nhau hay không hả? Chính vì vậy mà con mới không muốn sống chung với Cân Su và tới đây ở với chúng ta đúng không? Không đúng đâu. Anh chồng cô biết về điều này và đưa con về đây sống có đúng không? Không phải đâu, cô đừng nghĩ như vậy mà. Anh ấy cũng đã biết tin này rồi, tại sao con còn sống chết giữ im lặng để làm cái gì nữa chứ? Quản lý Sơ à? Bởi vì anh ấy đã biết rằng mẹ ruột của Cân Su là người đã loan tin, có phải như vậy hay không? Không, không, không phải đâu, hoàn toàn không phải như vậy. Vận mệnh của gia đình này phụ thuộc hết vào con đó.
Con nói cái gì đi chứ? Nói gì với anh ấy đi. Con phải nói cái gì đi chứ? Không, không phải như vậy đâu mà. Con không nghĩ là như vậy đâu cô à. Cuộc đời này đúng là mắc cười thiệt mà. Ai cũng là đồ nói dối hết. Tất cả mấy người đều là đồ dối trá. Bà hãy bình tĩnh lại đi. Sao tôi có thể bình tĩnh được? Làm sao có thể bình tĩnh khi phải khoanh tay đứng nhìn gia sản của nhà tôi sắp sửa tiêu tan hết rồi. Giám đốc Choi sẽ điều hành công ty trên cương vị là một chủ tịch hay sao? Khi chị ta là chủ tịch thì chị ta sẽ nắm quyền điều hành. Chị ta có con trai với người đàn ông khác. Và chị ta có quyền gì để sở hữu đống tài sản kết xù đó chứ? Nè, cậu Chân Cơn Su, cậu vẫn định tiếp tục giữ yên lặng nữa sao? Cậu hãy nói một lời đi. Cậu làm ơn nói một lời thôi mà. Lễ nhậm chức diễn ra vào ngày mai sao? Hỏi làm gì chứ? Cậu định tham dự buổi lễ hay sao? Nếu như ngày mai là lễ nhậm chức vinh dự của bà, tôi nên tới chứng kiến chứ? Cậu không cần phải chúc mừng tôi đâu. Đã có đủ người ở đó rồi. Tại sao? Tại sao bà lại hại chết mẹ của Dương Sinh hả? Tại sao? Tại sao giết bà ấy? Việc đó không có liên quan gì tới con hết. Điều gì khiến mà nghĩ mình có thể tuyên thệ nhậm chức chủ tịch vậy? Tôi sẽ đứng ở trên bục với tinh thần tự tin tuyên thệ nhậm chức ở ngay trước mặt của nhiều người. Chào quý vị, lễ nhậm chức của chủ tịch Choi Suk-jeon hôm nay xin phép được bắt đầu. Chủ tịch Choi Suk-jeon sẽ có một bài phát biểu trong buổi lễ nhậm chức. Tôi xin phép được thể hiện sự biết ơn của mình tới với toàn thể các giám đốc, nhân viên và những vị khách mời đặc biệt, những người đã tới đây ngày hôm nay vì tôi. Với tư cách là một tân chủ tịch, tôi nhất định sẽ dẫn dắt công ty trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu ở trong thị trường quốc nội, góp phần quảng bá nền văn hóa ẩm thực xuất sắc của đất nước Hàn Quốc chúng ta tới với các nước khác. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đầu tư mạnh và đảm bảo tài trợ cho cơ sở nghiên cứu sáng tạo. Mọi người, tôi chính là đứa con trai ruột của giám đốc Choi đây. Sao gì vậy? Chuyện gì làm sao chứ? Giám đốc đã sinh ra tôi khi bà ta mới 21 tuổi và che giấu tôi với cả thế giới này. Tôi là con trai của bà ta. Có thật vậy không? Tôi đã có con rồi. Tôi không có được.
tin được. Sao lại có như vậy? Con trai ruột của giám đốc Choi Suk-jeon đang đứng ở đây. Trời ơi, kinh khủng quá. Đúng rồi đó. Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh để tôi làm lại lễ nhậm chức. Tôi xin phép được cảm ơn toàn thể các giám đốc và nhân viên, những người đang có mặt ở đây cùng ghi nhớ lễ nhậm chức hôm nay của tôi. Với cương vị là tân chủ tịch, tôi nhất định sẽ dẫn dắt công ty. Dừng lại đi. Lùi ra ngoài. Lùi ra ngoài. Lùi đầu người này ra ngoài đi. Ôi, chủ tịch à, chủ tịch. Chủ tịch à, chủ tịch. Chủ tịch à, anh sao chứ? Anh ơi, bộ gì còn làm gì nữa vậy? Mau gọi xe cứu thương giùm tôi với. Mau gọi xe cứu thương giùm tôi. Nhanh lên. Ủa là trời ơi. Nhanh lên. Chủ tịch. Tôi đoán 15 năm kinh hoàng vừa rồi lại kết thúc như thế này. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi nói là chưa kết thúc. Mọi người hãy mau ngồi xuống đi. Mọi người mau ngồi xuống đi. Tôi là tân chủ tịch, chủ tịch Choi Suk-jeon. Tôi chính là tân chủ tịch. Ông xã, ông ấy bị làm sao vậy? Hy vọng là chủ tịch sẽ ổn. Phải rồi, ông ấy bị làm sao vậy? Sáng nay chưa còn khỏe hết mà. Kết thúc rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi giám đốc Choi. Không đâu, vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn chưa kết thúc thì sao nói là xong chuyện được? Mọi chuyện vẫn còn đó, tôi vẫn có thể xoay chuyển được. Tôi Choi Suk-jeon vẫn chưa xong đâu. Cậu trở nên điên dại vì cô ta rồi hay sao chứ? Sao cậu có thể hủy hoại mẹ của mình vì đứa con gái kia? Được thôi, cậu chết vì cô ta đi. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để hủy hoại cô ta. Sao bây giờ bà vẫn có thể mạnh miệng nói như vậy chứ? Sao bà không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình vậy? Tôi nghĩ bà nên giết chết tôi luôn cho rồi đi. Đều là lỗi của cô. Tất cả đều là lỗi của cô khi cứ đeo bám cuộc đời Cơn Su. Giám đốc Choi, nếu còn phải tại cô thì mọi chuyện cũng không đi xa như vậy. Tôi bị như thế này là do cô hết. Chuẩn bị tinh thần đi Kim Nhân Xin. Một khi tôi vẫn còn sống, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Sao bà không im miệng lại đi? Tôi sẽ khiến cho cô khóc ròng mỗi ngày mỗi giờ đó. Phá hủy cuộc đời con trai tôi chưa đủ, còn muốn phá hủy cuộc đời tôi. Hãy nhớ, tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Chú Cơn Su, về nhà thôi nào. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, nên về nhà thôi. Con phải tới bệnh viện thăm chủ tịch Kang. Con lo lắng cho tình trạng của bác ấy. Cô có muốn tới bệnh viện không? Con chở cô về đi. Cô không tới bệnh viện thăm Dưỡng Trong cô mà. Cô muốn về nhà chờ. Số phận sẽ quyết định thế nào? Số phận cái gì chứ? Thì để xem liệu cô có bị nguyền rủa hay là cô lại có được cơ hội khác để xoay chuyển mọi chuyện đây.